Hello, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình dẫn các bạn đi tìm xe đồ chơi. Ui các bạn ơi, wow, ở đây có nhiều xe đồ chơi đẹp quá các bạn ơi. Một chiếc xe tải đầu khủng long này, chở một chiếc xe tăng quân đội này các bạn ơi. Một chiếc xe tăng quân đội rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Xe tăng hai nòng này các bạn ơi. Ui, đây này, một chiếc xe tăng hai nòng luôn đấy các bạn ạ. Ui, xe ô tô này các bạn ơi. Một chiếc siêu xe ô tô 77 này các bạn ơi. Wow, xe ô tô xịn chưa này các bạn ơi. Mình cho vào rổ của mình nha. Một chiếc ô tô nữa các bạn ơi. Wow, ô tô con này xịn lắm các bạn ơi. Ô tô đua đấy các bạn ạ, đẹp quá. Ui, một chiếc siêu xe môi trần này các bạn ơi. Một chiếc siêu xe môi trần này, ui đẹp lắm các bạn ơi. Một chiếc xe tải chở xe tăng bíp 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 zing 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 zing. Bây giờ mình sẽ cho chiếc xe tăng và xe tải này vào cái rổ của mình nha, để chúng ta còn đi tìm xe đồ chơi xịn hơn nhá. Đây xe tăng này, băng 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 băng. Một chiếc xe tăng rất là xịn luôn đấy các bạn ạ. Rồi bây giờ cùng mình đi tìm xe đồ chơi xịn hơn và những chiếc xe đồ chơi xịn hơn nha. Đây các bạn ơi, ui máy bay, máy bay trực thăng này các bạn ơi. Wow, một chiếc máy bay trực thăng quân đội này. Ui, bay lên bay, bay lên bay lên bay lên để chúng ta đi tìm xe đồ chơi thôi nào. Đi thôi các bạn ơi, đi sang mà em tìm được xe gì không các bạn ơi. Ui các bạn ơi, wow bên này có nhiều xe đẹp quá này các bạn ơi. Wow, mình thấy không, rất nhiều xe đồ chơi luôn. Wow, xe cần cẩu các bạn ơi, xe cứu hỏa kìa các bạn ơi. Wow, nhiều xe xịn lắm các bạn ạ. Đây mình sẽ tắt máy bay đi nha, để chúng ta còn đi tìm xe đồ chơi xịn hơn nha. Đây mình sẽ tắt đi nào. Wow, let's go nào. Rồi ok, mình sẽ để cái rổ của mình đây nha. Đây các bạn ơi, một chiếc siêu xe đua số 1 thế giới luôn đấy các bạn ạ. Đây là xe đua số 1 thế giới đấy. Xịn chưa nè các bạn ơi. Xe đua hai người lái luôn. Đây là xe cần cẩu này các bạn ơi. Ui, một chiếc xe cần cẩu đẹp chưa này các bạn ơi. Wow, ủi đất này, ủi cát này các bạn này. Xe cần cẩu móc đi các bạn ơi, hai chiếc xe cần cẩu móc này. Wow, xe cứu hỏa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu hỏa nhé. Đây, một chiếc xe cứu hỏa xoay được cần luôn. Xe cứu hỏa chữa cháy đấy các bạn ơi. Đây là xe máy xúc cát này các bạn ơi. Xe máy xúc này, ui, kết hợp với cả ủi đất này các bạn ơi. Ui, xịn lắm các bạn ơi. Và bây giờ đây là xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Đấy, và bây giờ mình sẽ cẩu chiếc xe cần cẩu lên cho bạn xem nha. Xe chiếc xe cần cẩu này cẩu lên một chiếc xe máy xúc lên luôn. Wow, các bạn thấy chưa? Mình đã dùng một chiếc xe cần cẩu, mình cẩu một chiếc xe máy xúc vào cái rổ của mình đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cẩu chiếc xe cứu hỏa lên cho bạn coi nha. Đây. Ui trời ơi, rồi, chuột chuột chuột. Như kiểu cần câu cá luôn đấy các bạn ơi. Nào. Lên luôn, lên cao luôn đi các bạn ơi. Ấy, xịn chưa này? Tiếp tục mình sẽ cẩu tiếp một chiếc xe cần cẩu lên cho các bạn xem nha. Đây. Đây cẩu, cẩu lên, lên luôn các bạn ơi. Wow, lại cẩu xuống này. Wow. Các bạn thấy chưa? Toàn là xe xịn luôn nhá. Đây là xe này, là xe cần cẩu kết hợp với cả xúc nạt đấy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cẩu lại cho các bạn xem nha. Nào, cẩu lên luôn, lên. Ui, rất là nặng luôn đấy các bạn ạ. Wow, không gãy được cần đâu. Lên luôn, cẩu vào rổ của mình thôi nào. Cẩu vào rổ này. Ui. Đây là xe cứu hỏa chữa cháy này các bạn ơi. Xe cần cẩu móc cảnh sát này các bạn ơi. Ui, xe cần cẩu móc này rất là đẹp nhá. Xe xúc nạt rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ui à, các bạn ơi. Wow, trước mặt mình đây có rất nhiều xe ô tô và xe container, xe cần cẩu. Các bạn nhìn thấy không? Toàn là xe xịn và đẹp thôi các bạn ạ. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nha. Xe đua số 1 thế giới, xe đua Lamborghini này, siêu xe ô tô cảnh sát này, xe cần cẩu này các bạn này. Wow, rất nhiều xe đua nha, xe container chở xe trộn bê tông, xe cần cẩu móc và xe cứu hỏa các bạn ạ. Có cả xe máy và đặc biệt là mới chiếc xe đua này, xe đua thú 1 thế giới luôn các bạn ạ. Ui, xe đua số 3 Lamborghini. Ui, các bạn thấy không? Siêu xe cảnh sát, siêu xe đua số 5 này các bạn ơi. Ô tô để xịn sò lắm các bạn ơi. Đấy, các bạn thích xe nào thì hãy comment dưới bình luận video của mình nha. Đây, các bạn có thích xe đua số 1 thế giới không? Lamborghini này. Đây là xe đua số 1 thế giới các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Píp píp dính 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 píp 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 píp. Ui, mắc đều. Nào, xe đua số 3 thế giới này các bạn ơi. Xe đua số 3 thế giới. Píp 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 píp. Xe đua số 1 thế giới này. Ui, ui, xe đua số 1 thế giới luôn. Đó, xe đua số xe đua cảnh sát này. Đây là xe cảnh sát các bạn nha. Đấy, xe cảnh sát đấy. Rồi tiếp tục nào, xe đua nào. Píp píp píp. Rồi, tiếp tục chơi nào. Xe đua số 1 thế giới đây các bạn. Wow,
và xe container chở xe bồn trộn bê tông và xe bồn nước qua đời. Ui bi 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 mua nhiều xe lắm các bạn ơi, xe cần cẩu móc này các bạn ơi, đấy, xe cứu hỏa này, xe trộn bê tông này, xe bíp chở các bạn học sinh này các bạn ơi, đấy, máy bay chở khách này các bạn ơi, máy bay chở khách này, ôi nhiều xe xịn lắm các bạn ơi, rất là nhiều xe xịn nhá. Và bây giờ là cùng mình đi khám phá và tìm những chiếc xe đồ chơi xịn xó hơn các bạn nhé. Đây rồi, mình có cái rổ mới rồi các bạn ơi. Ui các bạn ơi, ở bên này có mấy chiếc xe điều khiển xịn quá này các bạn ơi. Đây các bạn nhìn thấy không, xe điều khiển đẹp quá này. Đây là một chiếc xe đua tốc độ đấy các bạn ơi. Xe này điều khiển 4 chiều đấy các bạn ơi. Mình ui xoay. Wow các bạn ơi. Nhảy lôm chôm luôn. Xe này là xe đua đấy các bạn ạ. Các bạn có thích xe này không? Nếu mà thích xe này comment cho mình luôn nha. Đây là chạy tít trong quân, là chạy lùi và tiếng bốc đầu luôn, bốc đầu. Ui các bạn ơi, mình điều khiển xoay nhảy như con cào á các bạn ơi. Chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi, các bạn có thích xe này không? Mình rất là thích xe này luôn đấy các bạn ơi. Rồi mình sẽ cho vào rổ của mình để chúng ta còn đi tìm hiểu tiếp này. Đây là xe đua địa hình nha các bạn nha, xe này chuyên đi vào sa mạc đấy các bạn ơi, leo núi này. Ui mình điều khiển một phát mà hai chiếc xe địa hình nó điều khiển luôn. Ui xe này lùi xe, hai xe điều khiển các bạn nhau. Một chiếc xe bánh màu vàng màu hồng kia các bạn ơi. Đây là một chiếc xe này có bánh dự phòng luôn các bạn ơi. Đấy xịn chưa này, đấy xe này mới xịn này các bạn này, xe này là xe xịn lắm các bạn ơi. Xe này điều khiển 8 chiều luôn nha. Đây mình điều khiển này đấy, mình đạp bây giờ xoay 360 độ luôn. Ui rồi đây mình sẽ điều khiển các bạn xem nha. Đây xoay 360 độ luôn, đấy các bạn thấy chưa, rất là xịn luôn. Bây giờ mình sẽ điều khiển xe máy xúc nha, máy xúc khác luôn đấy, máy xúc này. Đấy, mình điều khiển xe này như xe đua luôn các bạn ạ, xe này xịn lắm các bạn ơi, rất là xịn xó luôn các bạn ơi. Đấy xe này quá đẹp, xoay 360 độ, xoay này các bạn ơi, ngầu chưa. Ui ngang luôn điều khiển ngang luôn. Ui đây là một chiếc xe máy xúc điều khiển từ xa, điều khiển 8 chiều đấy các bạn ơi, quá là xịn xò luôn. Mình điều khiển xúc cát luôn đấy, xoay này ấy, chiếc xe này xịn lắm quan. Nếu mà các bạn thích chiếc xe này hay comment dưới bình luận nha. Đây là một chiếc xe máy xúc cát điều khiển 8 chiều nha. Đấy ui đấy, mình sẽ để đây nha. Đây là xe địa hình đi sa mạc các bạn nhà, xe này điều khiển 6 chiều này các bạn này. Đấy xe này là có tức ấy lùi tiến và lùi. Ui mình điều khiển một cái mà hai chiếc xe nó điều khiển cùng nhau các bạn ơi. Lùi ui trời ơi. Các bạn ơi, các bạn có thích xe nào thì hãy comment cho mình nữa nha. Đây là toàn là xe xịn của mình đấy các bạn ơi. Rồi mình tắt đi nào. Toàn là xe này là phải đi Dubai mới mua được cái các bạn ơi. Quá là xịn luôn ý. Đấy. Đấy mình sẽ để đấy nha, mình sẽ cho tất vào rổ mình nha. Để chúng ta mang về để chơi nha, để chúng ta còn đi tìm xe đồ chơi xịn hơn nha. Đây xe địa hình đây. Đấy xe địa hình đây các bạn ơi. Đây, đây nó có lợi, đây cái điều khiển của chiếc xe điều khiển 8 chiều này. Đây nó các bạn ơi, ui chiếc xe điều khiển 8 chiều nha. Hai cái điều khiển của chiếc xe này các bạn ơi. Wow, đây là cái xúc lật. À đây cái xúc lật kết hợp với cần cẩu các bạn nhá. Bây giờ cùng mình cất cái rổ ấy đi để chúng ta đi tìm xe đồ chơi mới tiếp đây. Ui các bạn ơi, xe container chở xe cứu hỏa nha. Các bạn thấy không? Xe này là xe điều khiển này, xe điều khiển xe container chở xe cứu hỏa. Xe trộn bê tông điều khiển, mình khi điều khiển các bạn xem đây. Lùi nào. Nào một hai ba. Ui, cái điều khiển này hỏng rồi sao các bạn ơi? Mình sẽ ui được quá rồi. Lùi tiến. Lùi. Ui. Ngầu quá các bạn ạ. Tiến nào. Ui xe mình đang điều khiển một chiếc xe bồn chở xăng dầu ấy các bạn ơi. Mình đang điều khiển một chiếc xe bồn chở xăng dầu. Ui nó điều khiển ra. Ui xe trộn bê tông này các bạn ơi. Đây, mình sẽ để tất cả một chỗ nha. Đây các bạn này. Mình sẽ điều khiển lại các bạn xem này. Đấy, đây kìa. Giờ cùng mình khám phá một chiếc xe container siêu to khổng lồ nha. Chở xe cứu hỏa đấy các bạn ơi. Xe container bự khổng lồ luôn. Xe container siêu to khổng lồ ấy các bạn ơi. Mình cho vào cái rổ của mình thôi các bạn ơi. Cho vào cái sọt của mình thế nào. Để chúng ta còn. Đây là xe cứu hỏa thang các bạn nhà. Xe cứu hỏa thang chữa cháy đấy các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe cứu hỏa chạy bằng pin các bạn ơi. Đấy, mình cho vào cái thùng của mình thôi nào. Đây là một chiếc xe container chở xe cứu hỏa xịn xò này các bạn ơi. Đây là xe cứu hỏa các bạn nhá. Xe cứu hỏa thang đấy các bạn ơi. Xe cứu hỏa thang này rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Đây là xe container 2 tầng đấy các bạn ơi.
siêu tư nơ 2 tầng này. Đây là cái điều hai cái điều khiển của xe này các bạn ơi. Xe bồn này, ba cái điều khiển luôn nhá. Đây là xe máy xúc xoay 360 độ này các bạn ơi. Xe máy xúc cát này. Đấy mình sẽ điều khiển. Ui ui, nào, mắc cầu các bạn ơi. Ôi không, nó mắc nào. Ui mắc cỏ. Hết pin rồi các bạn ơi, xe này hết pin rồi. Về sạc pin chơi các bạn nhá. Đây mình sẽ cho các bạn xem, cầm lên cho các bạn xem nha. Một chiếc xe màu vàng rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Đấy, xe này xịn lắm các bạn ạ. Ui các bạn thấy không, phát sáng kìa. Đấy, để tiếp tục một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Đấy, à xe bồn chở xăng dầu các bạn ạ. Đây là xe bồn chở xăng dầu. Nào, dinh. Nhiều xe quá các bạn ơi. Xe bồn trộn bê tông này các bạn này, bồn màu đỏ nha. Đấy, mình dí đây nó sẽ phát sáng luôn đấy các bạn ơi. Đấy, xe đẹp quá các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Ồ, nét gông là 300. Đây xe máy xúc đây các bạn ơi, xe máy xúc cát này các bạn ơi. Đây là xe bồn chở xăng dầu các bạn ơi. Ấy đẹp chưa nè, xe bồn trộn bê tông nha các bạn ơi, xịn chưa. Ui điều khiển nè, điều khiển bằng bô lăng của ba chiếc xe nhá. Bây giờ cùng mình cất cái rổ ấy đi để chúng ta còn đi tìm xe đồ chơi. Ui các bạn ơi, ui các bạn ơi, ở trước mặt mình đây có nhiều xe xịn quá các bạn ơi. Toàn là xe điều khiển từ xa các bạn nhá. Một chiếc siêu xe ô tô mở cánh này. Siêu xe của siêu nhân nhẹ này các bạn ơi. Wow, siêu xe phun khói kìa các bạn ơi. Wow, chúng ta sẽ chơi chiếc xe này trước. Bây giờ mình sẽ điều khiển biến hình cho bạn xem này. Ui, 1, 2, 3 1, ui, biến hình luôn, biến hình thành siêu nhân. Biến hình thành siêu nhân. Đấy, siêu xe ô tô Lamborghini biến hình thành ô tô siêu nhân đấy các bạn ơi. Các bạn thích xe này hãy comment dưới bình luận để cho mình biết nha. Siêu xe mở cánh này. Đấy, đấy, siêu xe siêu nhân nhận phát sáng này. Đấy, các bạn thấy xịn chưa nè. Đấy, siêu xe, toàn là siêu xe đấy nha. Đây là siêu xe mở cánh đấy các bạn ạ. Ui, Lamborghini ơi. Ui, các bạn thấy chưa, wow, đèn phát sáng kìa các bạn ơi. Ui, đánh quay tít chưa nè. Ui, xịn lắm các bạn ơi, toàn là xe xịn nhá. Đây, mình sẽ cầm chiếc xe này để đây để chơi cho các bạn xem này. Bây giờ mình sẽ điều khiển lùi. Tiến. Biến hình. Đấy, biến hình thành siêu nhân. Đấy, xe này là xe ô tô biến hình thành siêu nhân đấy các bạn ơi. Đấy, xe mở cánh này các bạn ơi, siêu xe mở cánh xịn lắm các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ điều khiển mở cánh cho các bạn xem đây. Mở cánh luôn. Tiến là tiến lùi tiến lùi tiến lùi. Bíp. Ui. Đây là xe điều khiển từ xa các bạn nhá. Xe điều khiển quá là xịn luôn đấy các bạn ơi. Đấy, đây là siêu xe của siêu nhân nhận phát sáng nhá. Ban đêm phát sáng đẹp lắm các bạn ơi. Xe này cũng là xe điều khiển từ xa nhá. Các bạn thấy không, bánh quay tít chưa kìa. Nào, mình sẽ điều khiển nào. Xe này quá là xịn xò luôn các bạn ạ. Quá là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Ôi, xe này đẹp lắm các bạn ơi. Rồi nét đâu nào, mình sẽ để vào rổ của mình thôi nào. Đây là tiếp tục thế nào các bạn ơi. Wow, toàn là xe đua điều khiển bẻ bảy này. Một chiếc siêu xe bẻ bảy nhá. Xe này, ui đây là xe của siêu nhân nhận điều khiển này các bạn ơi. Xe này điều khiển 4 chiều nhá. À xe này siêu nhân người sắt các bạn nhá. Xe này là siêu xe của siêu nhân người sắt giải cứu thế giới đấy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ điều khiển 5 chạy nhá. Ở xe này điều khiển đấy các bạn ơi. Ui bánh quay tít chứ các bạn ơi, bánh quay tít chứ kìa. Ui một chiếc xe này xịn xò nào. Wow. Không hổ danh là xe đua của siêu nhân các bạn ạ. Xe đua của siêu nhân là chạy tít lắm các bạn ơi, chạy tốc độ đỉnh cao đấy các bạn ơi. Đây hai cái điều khiển của chiếc xe đây các bạn ơi. Xe đây nhá. Wow, xe này là xe phun khói này các bạn ơi. Xe này điều khiển 5 chiều phun khói đấy các bạn ơi. Xịn lắm các bạn ơi. Đây là một chiếc xe phun khói nữa các bạn nhá. Xe này điều khiển luôn đấy. À, xe đua điều khiển đấy các bạn ơi. Đây mình điều khiển này, mình chạy nhá. Đây mình bật lên nhá, bật ở đây này các bạn ơi. Đây bật lên này. Ôi cho vào rổ thôi. Đây là xe này mình thử chơi xe này nhá. Đây xe này mình bật lên cho sáng nhá. Đây bật đây các bạn ơi. Ôi có đèn không nhá, các bạn nhìn xem nhá. Nào, không chạy các bạn ơi, không chạy. Để đất. Ui nào, bắt đầu nào. Nui. Ui xe đua chạy tốc độ đỉnh cao chứ các bạn ơi, các bạn nhìn thấy chưa? Xe này chạy tốc độ lắm các bạn ơi, xịn xò quá các bạn ơi. Ui các bạn ơi, chúng ta sẽ khám phá tiếp đây nào. Xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Một chiếc xe bồn trộn bê tông nha, xịn chưa này các bạn ơi. Xe bồn trộn bê tông ấy có cái vòi trộn bê tông ra ngoài nè. Đấy, xe này cũng là xe điều khiển các bạn nhá, xe này cũng là xe điều khiển ấy. Xe bồn trụ bê tông điều khiển nữa này các bạn ơi. Ấy xe bồn trụ bê tông điều khiển xịn chưa này. Ấy có cầu thang đi lên này các bạn ơi. Có cái vòi trút bê tông ra ngoài này.
Ôi xịn chưa này các bạn ơi. Ấy cái điều hai cái điều khiển của chiếc xe này các bạn ơi. Ôi mình đi sang bên này. Ui các bạn ơi, ở đây có nhiều xe đẹp quá này các bạn ơi. Wow, xe tải này các bạn ơi. Wow, quá là nhiều xe xịn sò luôn. Xe tải này chở xe ô tô nhá, xe máy xúc cát siêu to khổng lồ, xe khủng long này các bạn ơi, xe tải chở xe ô tô này, xe bồn trộn bê tông này, xe cần cẩu này các bạn ơi, xe tải chở xe đồ chơi đấy các bạn ơi, các bạn nhìn thấy không? Wow, xe mô tô kìa, xe tải chở máy bay, xe khủng long ba sừng kìa các bạn ơi, ấy xe bồn trộn bê tông, xe buýt đưa đón các bạn học sinh kìa các bạn ơi. Đây mình sẽ giới thiệu với các bạn từng chiếc xe một nhá. Đấy các bạn thấy không, toàn là xe đồ chơi xịn sò thôi. Đấy xe tải, xe bồn này, xe máy xúc cát này, xe máy xúc cát, xe tải chở xe trộn bê tông này, xe máy xúc khủng long này, xe tải chở xe này, xe tải chở ô tô này, máy bay này, xe máy xúc khủng long ba sừng, xe máy xúc khủng long đầu khủng long, xe máy xúc cát này, xe cần cẩu móc này các bạn ơi, xe tải khủng long, xe tải khủng long ba sừng, xe cần cẩu móc này đấy ấy, xe tải, xe bồn trộn bê tông bồn màu đỏ này, xe tải chở xe bíp này, xe tải chở ô tô, xe tải chở xe biến hình siêu nhân. Đấy mình sẽ điều khiển biến hình thành siêu nhân cho các bạn xem nhá. Đấy biến hình thành siêu nhân luôn. Đấy ngầu chưa, đây là siêu xe mở cánh này các bạn ơi. Úi mở cánh luôn nhá, xe tải chở siêu xe mở cánh. Và bây giờ cùng mình chơi đẩy đẩy rồi tiếp tục đẩy dãy này nào, đẩy dãy đồ chơi khổng lồ này nào. Ok bây giờ mình sẽ đẩy nốt dãy đằng trên này nhá. Đấy, đẩy xong chúng ta sẽ đi tìm những chiếc xe đồ chơi xịn xò hơn các bạn ơi. Rồi let go nào, bây giờ mời các bạn cùng theo chân mình để đi khám phá những chiếc xe đồ chơi xịn xò hơn các bạn ơi. Đây trước mặt mình đây có những chiếc xe đồ chơi rất là xịn luôn, xe máy xúc cát, một dàn xe máy xúc cát nhá, xe container nhá, xe biến hình thành siêu nhân đấy các bạn ơi, toàn là xe xịn xò thôi nhá. Đây mình sẽ giới thiệu với các bạn từng chiếc xe một, xe máy xúc cát có bu lăng lái xe luôn, có một ghế ngồi bên trong nha, quá là xịn xò luôn. Xe máy xúc cát này đấy, có xe này xịn hơn xe hôm nãy, xe máy xúc cát địa hình nè, đấy xịn chưa, xe máy xúc cát kết hợp với cả xúc đặt nè, hai chiếc nè, ba chiếc nè, bốn chiếc kìa. Đây là xe container chở ba chiếc xe máy xúc nhá, đấy xe container chở xe máy xúc cát. Ý. Rồi xe biến hình thành siêu nhân này, xe cứu hỏa, xe bồn trộn, xe trộn bê tông, xịn chưa này các bạn ơi, xe siêu nhân nhận nhá, xe cảnh sát bán tải này các bạn ơi, đấy xe container chở xe cứu hỏa này các bạn ơi, đấy xe container chở xe cứu hỏa này, xe container chở xe cứu hỏa nữa này các bạn ơi, đấy xe máy xúc siêu nhân luôn, xe máy xúc cát siêu nhân các bạn ơi, quá là xịn luôn. Xe này chạy bánh đá nha, xe container chở xe kéo này các bạn ơi, đấy xe tăng hai nòng điều khiển từ xa, xe container chở xe bồn nè các bạn ơi, đấy xe bồn nhá, đấy xe bồn trộn bê tông nè, xịn chưa nè, đấy xe địa hình điều khiển nè, đấy đấy rất là nhiều xe đẹp luôn ấy, siêu xe cảnh sát kìa các bạn ơi, ấy xe mui trần này các bạn ơi, đấy xe máy xúc này, xe máy xúc cát này các bạn ơi, đấy rất là xịn luôn nhá. Xe địa hình điều khiển 8 chiều này, bây giờ mình sẽ điều khiển bốc đầu các bạn xem đây. Wow, xe này đi từ Lamborghini đấy, đi từ Dubai mới mua được đấy các bạn ơi. Xoay 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 360 độ, tránh đường cho xe đi nào, tránh đường cho xe địa hình đi nào các bạn ơi. Wow, ui điều khiển nào, điều khiển xoay 360 độ đi nào các bạn ơi. Ui điều xoay 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 và xoay vùng tròn, xoay vùng tròn nào. Nào, xoay vòng tròn tít tít dừng dừng dừng. Nào. Bốc đầu luôn. Ui. Một chiếc xe địa hình điều khiển 8 chiều ấy các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Các bạn thích xe nào hãy comment dưới bình luận nha. Xin chào, gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.